Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Kido Asan. Tôi là Mai Anh và hôm nay thì tôi sẽ trở lại với các bạn trong một video giới thiệu một chiếc sen tắm đến từ thương hiệu Toto. Đó chính là chiếc sen tắm TBG03302V. Và đây chính là chiếc sen tắm mà tôi đang muốn giới thiệu đến các bạn. Nhìn chung tổng thể thiết kế của chiếc sen tắm thì được thiết kế khá là vuông với bên kết hợp với những cái đường bo tròn kiểu như này, mang đến trải nghiệm sản phẩm khá là hiện đại. Cái này thì mình sẽ phù hợp lắp với một số cái phòng mà nó hơi hướng hiện đại, vì cái thiết kế của sản phẩm khá là đơn giản như thế này, giúp cho cái việc mà mình vệ sinh sản phẩm cũng trở nên rất là dễ dàng. Sản phẩm thì được mạ thiết kế là đồng mạ chrome sáng bóng ạ. Đây, các bạn nhìn thấy lớp mạ chrome của Toto rất là sáng và bóng như thế này, thì giúp cho cái việc vệ sinh của mình cũng trở nên rất là dễ dàng và giúp cho sản phẩm giữ được cái màu sáng lâu hơn. Về phần phía tay gạt của sản phẩm được thiết kế khá là nhỏ gọn như thế này. Thì cái này cũng nó cũng khắc phục được một số cái hạn chế là mình đỡ bị đọng nước và đỡ bị bám cặn trên sản phẩm. Và cái việc vệ sinh nó cũng trở nên nhanh và gọn hơn. Ở phía trên phần tay gạt của sản phẩm thì cũng được in logo của Toto rất là rõ ràng đấy ạ. Với nút xanh, nút đỏ chính là biểu thị cho nước nóng và nước lạnh. Đây. Phần tay gạt cảm giác rất là trơn tru. Thì sản phẩm đã được trang bị cái công nghệ là tay gạt êm của Toto ạ, giúp cho cái việc trải nghiệm sản phẩm của bạn trở nên rất là dễ dàng. Và mình đưa lên nó không bị tốn quá nhiều lực, rất là êm và nhẹ, nhưng mà rất là chắc chắn ạ. Và đây chính là cái nút van chuyển hướng ạ. Thì van chuyển hướng của Toto trong những cái dòng sản phẩm mới ra kiểu như này thì là đều được thiết kế là van bán tự động. Thì khi mình mở nước lên thì mình rút thì áp lực nước sẽ giữ cái van này và sẽ chuyển lên cái tay bắt sen. Còn đâu là mình khi nào mà mình đóng nước xuống thì cái van này sẽ tự động sập xuống. Cái điều này rất là hay. Tiếp theo là phía đầu vòi của sen thì được thiết kế là đầu vòi chìm. Đây bạn nhìn thấy, sẽ không nhìn thấy bất kỳ một cái đầu vòi nào thò ra phía bên ngoài như thế này. Đấy. Nhìn chung thì sản phẩm rất là hiện đại, phù hợp với những cái phòng chung cư hoặc là nhà riêng mà mình có phong cách hiện đại hoặc mình thiết kế theo hướng hơi vuông vuông một chút thì sản phẩm này khá là phù hợp đấy ạ. Đi kèm với sản phẩm còn có hãng trang bị hai chiếc chân sen. Thì cái chân thì được thiết kế là bằng inox ạ. Còn đâu cái chụp này thì sẽ là bằng nhựa mạ chrome đồng bộ với sản phẩm, thì đi đồng bộ với sản phẩm. Sản phẩm thì không thiết kế là fix theo một bát sen tắm nào cả, mà thiết kế là riêng củ như thế này. Sau đó mình sẽ có thể kết hợp được với rất nhiều với cả các cái bát sen cầm tay hoặc kết hợp với cái sen cần cây của Toto. Tiêu biểu như là mình có thể kết hợp với một số bát sen như là DGH104 hoặc là DGH108ZR của Toto, mình đều có thể kết hợp được hết ạ. Và phía bên dưới của sản phẩm đây các bạn thấy chính là chiếc tem mã hiệu của sản phẩm TBG03302V. Sản phẩm cũng được thiết kế đồng bộ với chiếc vòi. Với chiếc vòi, nếu mà các bạn muốn mua một bộ kiểu như này thì có chiếc vòi đi kèm với sản phẩm cũng được thiết kế kiểu như này. Đó chính là chiếc vòi TLG03301 hoặc là TLG03303 hoặc TLG03305. Đó là những chiếc vòi mà mình muốn mua đồng bộ cùng với sản phẩm, mình cũng có thể kết hợp được luôn ạ. Vừa rồi thì tôi và các bạn đã cùng khám phá xong sản phẩm sen tắm Toto TBG03302V đến từ thương hiệu Toto. Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì về sản phẩm hay cần tư vấn thêm, hãy để lại comment ở phía dưới ạ. Và chúng tôi sẽ giải đáp bất kỳ một thắc mắc nào của các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.